Hi, xin chào anh em. Trên tay mình đây là một ổ SSD đến từ Kingston. Anh em có nhận ra ổ SSD này không? Thì ở khoảng cách đây 1-2 năm ấy, thì thực sự mình thấy đây là một ổ SSD có thể nói là quốc dân luôn. Thì hôm nay sẽ không phải là một video giới thiệu về ổ SSD này nữa. Đây chỉ là một ổ SSD bình thường SATA 3 thôi. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới và giới thiệu cho anh em một sản phẩm SSD nữa, cũng đến từ Kingston. Thì đây là ổ SSD có tên A2000 và là SSD PCIe NVMe. Thì mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh sản phẩm này và cũng như test thử xem tốc độ của SSD này có đủ ấn tượng hay không nhé. Và mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Thực ra thì mở hộp cũng khá là dễ thôi, anh em chỉ cần tách lớp vỏ ở đây ra và thật ra SSD cũng khá đơn giản thôi, cũng không có gì cả. Ở trong đây sẽ có một tờ, mình không biết đây là tờ giấy tờ gì, đây ghi địa chỉ trang web của Kingston. Và thế rồi, chỉ có một ổ SSD vô cùng nhỏ nhắn và xinh xắn. Thì theo như quảng cáo của Kingston thì ổ SSD này có tốc độ đọc lên đến 2000MB một giây và tốc độ ghi là 1000MB một giây. Thì đây là ổ SSD Gen 2 X4, tức là sử dụng 4 làn PCIe. Và mình sẽ cắm thử vào bộ cây này để test thử xem tốc độ thực tế của cái SSD này sẽ ra như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ crop thử một file phim lớn ngay trên ổ SSD này để xem tốc độ thực tế nó sẽ như thế nào. Tiếp theo thì mình sẽ thử qua Crystal DxMark để xem thực tế tốc độ của SSD này có như quảng cáo không. Thì đôi khi ấy, quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi. Thì mình sẽ cắm thử vào và test qua cho anh em xem liệu quảng cáo có sao là sự thật không nhá. Và có vẻ như Kingston đã không nói quá về ổ SSD này, khi tốc độ đọc của nó có thể hoàn toàn lên được đến 2000MB một giây và tốc độ ghi là 1000MB một giây, giống y hệt với quảng cáo luôn. Ở một vài hãng ấy thì họ sẽ ghi là tốc độ đọc có thể đạt đến khoảng 2000MB một giây. Tuy nhiên cái 2000MB đấy chỉ là đôi khi sẽ lên được thôi, chứ còn đa số trường hợp sẽ không lên được đâu. Ở thời điểm hiện tại, SSD cũng rất là rẻ rồi, nên việc anh em sở hữu một ổ SSD sẽ rất là dễ dàng. Và mình thấy đây sẽ là một sự lựa chọn anh em đáng để cân nhắc khi có mức giá chỉ khoảng 1.190.000 đồng thôi, tuy nhiên lại có tốc độ đọc và ghi rất là tốt. Vậy thì anh em thấy sao về ổ SSD này? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video sau.